Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì Đẹp Trai. Bữa hôm nay mình có mua một cái món ăn, đó chính là bánh xèo của người Mễ các bạn. Nhưng mà để cho bữa ăn hôm nay được lung linh thì mình phải lung linh nó lên coi. À, uống nước ngọt mà cũng phải lung linh mới chịu nha. Chứ không thôi lung linh là tôi không có chịu đâu nha. Thì mình mới ghé Taco Bell, mình mới mua một cái hộp này. Các bạn biết không, hổng gài thì mấy cái nhà hàng Taco Bell này nó không có cho mình đi vô, cho nên mình không có mua ăn các bạn. Thì hổng gài là nó mở cửa cho mình đi vô rồi. Đây là cái giấy, gọi cần giới thiệu. Ketchup, trời mua có mấy cái taco à, mà nó cho quá trời luôn các bạn. Ok, thì đây là bánh taco, ở trong đây có 12 cái. Rồi, ăn cái nào lấy cái đó. Cái này nó giống như là bánh... Cái này là bánh rong giòn. À không biết ở này, cái này nó làm loại mềm, cái này nó làm như là bánh xèo của người Mỹ gì đó các bạn. Cái loại giòn ngon hơn. Để dọn lên nè, để dọn lên nè. Vậy hả? À thì ở trong này nó có tổng cộng là 12 cái bánh. Thì cái bánh của nó sẽ giống như thế này, nó giống như là cái bánh xếp gì đó, hay là tiếng Việt Nam mình gọi là bánh xèo. Thì cái bánh taco này nó loại mềm, còn cái bánh taco mà hồi xưa đó là nó, và nó cái loại này các bạn, cái loại này nó cứng hơn đó, loại này nó cứng hơn. Ok, thì hai cái loại này nó đều cũng là taco thôi, một cái là nó giòn, một cái là nó không giòn các bạn. Thì trong đây có tất cả là 12 cái, và 12 cái này họ họ lấy giống như là theo kiểu trộn lẫn với nhau, để bữa nay mình sẽ ăn coi 12 cái taco này nó có gì khác nhau các bạn ha. Thì một cái là taco mềm, và một cái là taco giòn. Còn ở đây là có nước chấm. Nước chấm này là nước chấm siêu cay các bạn, nước chấm siêu cay của nó. Bây giờ để mình xịt cho đây đã. Nó giống như là tương ớt gì đó, nhưng mà cái tương ớt này là nó có bột tỏi trong này nữa, với lại kè trong này nữa các bạn ha. Bây giờ mình sẽ nặn tương ớt này vô đây đi. Thì để mình ăn cái bánh, mình gọi bánh này là bánh bánh xèo đi, để cho các bạn hiểu nó là gì. Thì trong này gồm cheese nè, cải nè, với lại thịt bằm nữa các bạn. Nó giống như là bánh xèo bên Việt Nam của mình vậy đó. Thay vì bánh xèo bên Việt Nam của mình thì mình thay vì bánh xèo bên Việt Nam của mình đó, thì mình bỏ đậu xanh giá, với lại đậu xanh giá, với lại thịt bằm vô. Bên Mỹ thì bánh xèo họ không có bỏ đậu xanh với giá. Mà họ bỏ bỏ bơ bơ với lại chi, với lại thịt bằm vô đây. Thì ở dưới đây nó có khá nhiều thịt bằm luôn. Ngon quá bạn ơi, các bạn hãy cuốn lại như vậy ăn không ra khỏi kết. Trong này có 12 cái. Nó có thịt bằm đây nè. Quá ngon. Khi mà các bạn ăn cái này á, nó giống như người Việt Nam của mình đi ăn bánh xèo vậy đó. Nhưng mà ăn bánh xèo, các bạn phải vô, các bạn xé từng miếng ra, rồi các bạn cuốn bánh chén, các bạn chấm. Cái này thì các bạn không cần, trong này nó cuốn sẵn một gói như này. Cái này rất là giòn, có thấy không? Cái này các bạn phải ăn, mua ăn liền mới ngon. Các bạn mua mà các bạn để qua ngày nó không ngon. Ngon đó. Cái loại giòn này đó, cái loại giòn này đó thì nó ngon hơn cái loại mềm. Tại vì cái bánh nó giòn, không? Mình thích ăn bánh giòn. Nhưng mà cái loại giòn này ăn á, nó gớt tùm lum à. Có đâu. Ngon không? Mình cắn lúc nào. Thịt nó ngon quá các bạn ơi. Ừ.
không? Nãy giờ mình ăn hai cái rồi đó. Để coi vợ mình bên anh ăn mấy cái. Có nhiều bạn hỏi mình là sao không thấy mình đi quay đồ ăn Việt Nam cho các bạn coi. Các bạn biết không, thật sự thì nói, thật sự mà nói á, đồ ăn Việt Nam ở bên Mỹ này nó rất là ít các bạn. Với lại các bạn ở bên Việt Nam thì các bạn có nhiều món ăn Việt Nam hơn bên Mỹ rồi, cho nên mình ưu tiên quay đồ ăn, quay những cái món nào mà người Việt Nam mình họ không có, họ không có ăn ở bên Việt Nam. Chẳng hạn giống như là món Taco Bell thì nếu mà các bạn ở Sài Gòn mà các bạn có ăn được thì chắc cũng nó cũng không giống như bên Mỹ đâu. Đó, thấy không? Thịt bằm nè, rồi trên đây là salad với lại chi, nó khá là đơn giản thôi, nó không có gì phức tạp hết á. Xong rồi cắn nó thôi, chấm với miếng sốt. Tóm một gói thịt nè, thịt xung quanh đây không. Cái miếng thịt này giống như là thịt bằm vậy bạn. Ngon quá bạn ơi nè, giống thịt bằm vậy. Thường những người Việt Nam mà mới từ Việt Nam qua là họ không ăn cái được cái này các bạn, tại nó có một cái mùi nó hăng hăng lên mũi á. Cái này nó cay với cay mẹ gì đâu. Cái này mình về mình phải ăn ớt thêm. Hồi xưa mình mới vào Mỹ mình ăn mấy này mình ăn không được, thấy nó lạ lắm, nó như là cái vị nó kỳ kỳ sao á, nó giống như là lần đầu mà các bạn ăn kim chi á, nó cái mùi kim chi nó hăng hăng mà nó lợ, nó ăn kỳ lắm bạn. Nhưng mà khi mà các bạn ăn rồi á, các bạn ghiền kim chi luôn, phải không? Thì cái bánh Taco Bell cũng vậy thôi, giống như mình lần đầu tiên mình mới vào mình ăn á, mình thấy nó kỳ kỳ bạn, mình nói trời ơi, ăn này thà ăn bánh xèo Việt Nam còn ngon hơn. Nhưng mà lâu lâu á mình ăn rồi á, lâu lâu mình thấy nó trời, bữa nay thèm ăn quá, phải đi ăn mới được. Trời ơi, thấy như mình nãy giờ hai chồng mình ăn gần hết rồi bạn. Nãy giờ mua 12 cái mình ăn gần 4 cái rồi. Mình ăn 3 cái. Bây giờ mình ăn cái miệng đi, nãy giờ nãy giờ mình ăn hơi nhiều cái giòn rồi, mình ăn cái mềm. Cái mềm này thì các bạn có thể cuốn nó lại, nó không gớt, giống như xì gà đó, giống như xì gà Cuba đó. Ngon quá bạn ơi. Các bạn thấy cuộc sống ở Mỹ sướng không? Có biết bao nhiêu là nhà hàng, quán ăn nhanh không? Các bạn không cần phải nấu. Tại vì các bạn biết người Mỹ á, họ không có nấu ăn ở trong nhà các bạn. Những người Mỹ á, họ đi làm về á, là họ đi mua đồ ăn hoài không à? Họ không có nấu ăn ở nhà các bạn. Cho nên ở bên Việt Nam có cái cô gái tên là cô gái vô duyên nhất Việt Nam á. Cậu đó là cậu biết nấu ăn nhưng mà cậu không thích nấu ăn các bạn. Cô gái đó chắc cậu muốn qua Mỹ sống. Ừ.
Ôi, ngon quá các bạn ơi. Mình á, mình mua 12 cái không? Mà sức của mình ăn tầm 4 cái là no rồi. Thầy ngán. Ba cái thầy ngán. Bây giờ còn 4 cái này không biết sẽ ăn hết đây ta. Để mời ăn tiếp. Qua đây ăn sớm đi. Mời mỗi nhà ăn cái. Cạn ly. Ok các bạn ơi, thì đó chính là cái món Taco Bell chứ danh của nước Mỹ. Thì nếu mà các bạn nào mà chưa có ăn thử thì các bạn hãy ăn thử nhé. Thì ở bên Mỹ này đa số là người ta thích ăn cái này. Nhưng mà có nhiều người Việt Nam thì họ không thích. Ở đây họ có ghi nè. Cái này là shop taco, cái này là bánh mì các bạn ha. Thì ở trong này nó có là rau nè, nó có sour cream nè, nó có kem chua nè, nó có kè nè, nó có hành nè, nó có chi nè đó. Còn cái này là ha taco. Thì cái ha taco này nó cũng vậy thôi không? Đó. Ok, bây giờ mình sẽ tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn trong cái clip sau. Bye bye các bạn.